Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello mọi người, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ là liên ranh thần tốc ngày 1. Mình sẽ chơi đủ 4 tiếng mình nghỉ. Đơn giản thôi anh em. Đối với những cái bạn nào muốn chơi liên ranh mà nhanh gọn ấy, thì mình nghĩ là anh em chỉ cần nhảy cuối bản đồ. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Với một cái bản đồ như thế này, đơn giản thôi anh em, với khu vực trường tập bắn, cảng lớn, đập thủy điện và kho quân sự, mình nghĩ là anh em khi mà anh em nhảy qua cái khu vực trường tập bắn sẽ là một nơi ok nhất. Nếu như mà anh em muốn sống dai cũng như là lấy top 1, đơn giản thôi anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ không leo rank theo cái kiểu cục xúc nữa, mà đơn giản chỉ là những cái hướng dẫn dành cho anh em, dành cho những em nào muốn leo rank nhanh. Đó, được chưa? Leo rank nhanh cộng điểm lâu và hiệu quả. Rồi ok anh em. Đơn giản đây là kinh nghiệm đầu tiên mà tất cả những cái người chơi game sinh tồn cần được biết anh em ơi. Có thể là anh em đã biết rồi, nói chung là anh em có những cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho anh em, được chưa? Đó, tức là mình đang trang bị UAV ở đây. Có một đứa ở cảng lớn này. Nhưng khi mình nhảy sang trường tập bắn thì nó sẽ là một nơi khá là ok. Anh em lúc đủ đồ và chỉ việc là ngồi thủ nhà thôi. Đấy là những cái chia sẻ kinh nghiệm mà bao nhiêu lâu nay mình đã gặp nhiều đứa thủ nhà rồi. Đấy, ok anh em. Nên là anh em đừng có hỏi là hôm nay tại sao anh không chơi cục xúc nhá. Đơn giản, ngày hôm nay ngày 1 leo rank thần tốc sẽ là hướng dẫn dành cho những người chơi mới. Thì khi mà anh em nhảy dù ở một cái nơi cuối bản đồ như thế này, theo như nó sẽ không có người. Và những cái khẩu súng anh em cần trang bị như là những khẩu như là MP40, một khẩu súng vô cùng là cần thiết. Đơn giản thôi anh em. Cái quy trình của chúng ta vẫn sẽ là khi mà anh em đã lượm đủ đồ. Lượm đủ đồ ở đây nghĩa là gì? Mũ giáp của anh em ngon. Đấy, ba lô nhiều đạn các thứ. Được chưa anh em? Đơn giản thôi. Mình sẽ qua bên này nha mọi người. Chơi trận nào phải gọi là cộng điểm luôn trận đấy anh em ấy, thi thoảng thì có hơi fail xíu thôi. Đây. Đấy anh em, qua những cái khu cuối bản đồ, nó là cái trick đầu tiên. Đấy, cái thủ thuật đầu tiên cho anh em chơi game mà anh em muốn sống dai. Hoặc là những anh em nào mà kiểu như là anh em mới tập chơi, anh em không tự tin với khả năng bắn súng của mình, thì có thể là anh em sẽ trụ được top lâu hơn, về nhà khoe rank cao, khoe với bạn bè, anh em các kiểu. Được rồi anh em. Mọi hôm tôi chơi cục xúc quen rồi, hôm nay là chơi kiểu này có vẻ như là hơi ngợp một xíu. Nhưng mà thực ra là cũng không sao. Đấy, quan trọng là hướng dẫn anh em là mình vui rồi nhá. Đây, bây giờ là combo khá là ổn nhá. Theo như mình định hướng cho những người mới chơi đây, mà nếu như mà anh em sống dài thì mình nghĩ là combo một súng trường, một súng tiểu liên sẽ là vô cùng hợp lý. Và cái khẩu súng tiểu liên thì không thể nào bỏ qua được khẩu MP40, bởi vì nó sấy cực kỳ là tốt. Kể cả như là kẻ địch có hơi sao một xíu thì cái MP40 nó vẫn phát huy được hết tác dụng của mình. Thế anh em sẽ phải check tủ đồ cho mình nhá. Ở đây hiện tại thì mình mới đang có mũ 2 này, ba lô 2 này. Như vậy thì chúng ta sẽ cần upgrade lên cái ba lô 3 cũng như là mũ 3 này. Đấy. Ngoài ra thì cái giáp chống nổ, nếu như mà anh em upgrade được cái màu trắng thì thật sự là tốt. Ngay trong những cái đường đi nước bước thì anh em sẽ cần phải cẩn thận, thế thôi. Chia sẻ với anh em là như vậy. Mình sẽ chỉ cho anh em những cái khu nào mà anh em nên nhảy ở đảo quân sự hoặc đảo thiên đường, để cho anh em lút đồ ok mà anh em lại sống được dai nữa. Từ đầu trận đến giờ thì mình rất là nhẹ nhàng thôi, vừa nói chuyện với anh em vừa rút đồ ok. Đang còn lại có 30 người chơi nữa thì hôm nay rèn luyện cho anh em. Bởi vì là anh em hỏi là nhiều khi anh em bảo là ui tại sao mà danh anh thấp thế, bởi vì là anh toàn chơi khô máu thôi. Thế nên là ngày hôm nay thì sẽ là kẹo khác của mọi hôm. Được chưa anh em? Có cái kinh nghiệm gì thì mình sẽ chia sẻ cho anh em vậy thôi. Về cái phần EP nha, anh em cũng tranh thủ ăn nấm cho mình nhá. Tranh thủ ăn nấm cho mình nha, EP nó hỗ trợ rất là tốt. Trợ thủ thì mình khuyến cáo anh em nào chơi game ấy, mà anh em chơi kiểu anh em bắn những tình huống nó dồn dập nhiều quá, thì mình nghĩ là Panda, gấu trúc nó sẽ là một cái trợ thủ. Mình cảm giác là nó ổn. Bởi vì khi mà anh em cứu mạng nó sẽ cộng cho anh em một lượng máu ngay lập tức luôn. Đơn giản thôi, anh em cứ chơi theo cái lối chơi của mình thì đảm bảo với anh em
có lâu mà chết nha anh em. Hello mọi người đây. Anh em không cần đi xe cho mình nhá. Đi xe thứ nhất là nó sẽ phát ra tiếng động, thứ hai là anh em rất dễ lộ vị trí. Sau khi mà ở trong cái khu vực trường tập bắn rồi, anh em sẽ tiến qua cảng lớn này. Đã có người, đã có người, anh em đứng yên. Chúng ta chỉ cần đứng yên thôi anh em, không cần làm gì cả ở đây cả. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng, thì các bạn chỉ cần là chạy ngược theo hướng còn lại thôi. Cách để cho anh em sinh tồn trong tựa game Free Fire vô cùng đơn giản nhá. Nếu như mà anh em muốn lấy top, chuyện này đơn giản thôi. Thôi thì nhớ anh em nào mà cứng tay rồi thì anh em có thể là bỏ qua cái đoạn video này của mình. Đấy, hiện tại thì mình đang livestream anh em có thể là bỏ qua. Hoặc là anh em xem trao đổi, anh em nói chuyện với nhau. Đó, thì mình sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Còn nếu như mà anh em nào mà cần học tập kinh nghiệm chơi game mà để sống dài nhá, lên đánh cao nhá, thì anh em chỉ cần nghe theo những cái hướng dẫn của mình. Mình không hứa là có thể là giúp cho anh em lên được huyền thoại, nhưng mà nó sẽ giúp cho anh em cải thiện cái tốt phần nào và lên rank nó cực kỳ hiệu quả luôn. Ngoài ra thì anh em cũng, nếu như mà anh em muốn cày rank nhanh để tham gia quân đoàn nào đấy hay là gì đấy, thì anh em nên chơi thể thức solo cho mình nhá. Thấy chưa anh em, khi mà anh em lượm đồ ở những cái khu xa như thế này, cái điều quan trọng là có thể là cái khu này ấy, thì đồ nó hơi nghèo xíu, vì là hiện tại thì mình chưa có giáp nữa anh em ơi. Với mình thì Paloma anh em không cần thiết. Để sống dai, kỹ năng sinh tồn của anh em, nếu như mà anh em hay bắn súng tiểu liên thì cái kỹ năng thay đạn nhanh Nikita súng tiểu liên sẽ là một kỹ năng cần thiết này. Kelly để chạy trốn kẻ địch này, và cũng như là Kla để cho anh em solo với kẻ địch đấu trận, nếu như mà anh em nhảy cái khu mà anh em đã lựa nhưng nó lại đông người, đó lại có đứa đối thủ nhảy cùng, thì Kla nó sẽ làm tính năng hay. Ok, với cái set đồ level 2 này thì nó đã đỡ đạn cho anh em được phần nào rồi, nhưng mà thật sự là vẫn không thể đảm bảo được. Đấy, mình đang có hai quả bông keo, anh em lượm thật nhiều bông keo thì nó tốt thôi anh em. Rồi qua đây, không phải là mình sợ chết mà hôm nay sẽ là ngày hướng dẫn cho anh em làm thế nào để anh em có thể là sống dai trong tựa game Free Fire. Đến với lớp học leo rank thần tốc của mình, anh em sẽ lên rank một cách đơn giản thôi. Chứ bình thường anh em nào mà fan của mình đã biết là mình chơi cực kỳ là khô máu, cực kỳ là cục xúc nhá. Có người, có người, đứng lại. Anh em chỉ cần đứng lại cho mình nha. Dựng bao keo lên, hợp lý. Xe nó, qua đây, xe nó. Đơn giản thôi mà anh em, đơn giản thôi mà. Vâng, như vậy thì mình đã có được 33. Sau khi mà kill mạng xong, anh em lựa chọn cho mình được một vị trí ẩn nấp và tiếp tục bơm máu, bơm cho full máu nha. Qua đây loot đồ thật là chậm rãi nha anh em. Các bạn sẽ cần lượm thêm mông keo nữa để tránh thì bị headshot, thì anh em có thể là vừa xoay như này. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là loot đồ hơi chậm. Đấy, nên là anh em sẽ phải cân đối thôi. Làm thế nào mà anh em cảm thấy ok mà ổn là được rồi. Chứ mình cảm giác là anh em cứ mở thẳng ba lô ra mà loot nhá, khả năng anh em bị đai cũng khá là ít thôi, không sao cả. Bởi vì anh em đang ở một cái khu mà nó ngay rìa bo luôn anh em ơi, thì rất là ít người người ta đến đây. Với liệu chóa mình nghĩ là không cần thiết cho anh em chơi, bởi vì liệu chóa nó chỉ làm choáng kẻ địch thôi. Đôi khi là anh em còn nhảy lộn vào nữa. Tiếp theo thì ở đây anh em có thể là nhìn thấy bản đồ của chúng ta nhé, có những cái khu vực rìa bo như này. Anh em chỉ cần chạy sát rìa bo cho mình và vẫn tiếp tục loot đồ, trang bị thêm cho mình được những cái trang bị ngon, nó sẽ là một lợi thế đối với anh em. Ok mọi người, qua bên này anh em thấy chưa? Đó, rất nhẹ nhàng, hòm xác tha hồ cho anh em lượm. Thì cái kinh nghiệm check hòm xác anh em chỉ cần là bật ống ngắm lên, nếu như mà ánh sáng màu đỏ chắc chắn là có mìn và anh em không nên lượm. Hoặc là anh em có thể là bắn được mìn luôn anh em. Được chưa mọi người? Vào đây, qua bên này. Ở vị trí này anh em đơn giản, anh em thấy chưa? Chúng ta đã tồn tại được. Hiện tại thì mình đang ở top 14 rồi nha mọi người. Đối với cái vòng bo thứ hai như thế này, mình khuyến cáo anh em nên vào bo trước. Thì để mình xem ở đồ cái đã. Với những cái khu như thế này, anh em chỉ cần là quay ra tháp đồng hồ, mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Sau đó anh em lựa đại một căn nhà,
Nhưng tháp đồng hồ nó là một cái vị trí, sau đấy anh em chạy vào thung lũng, cổng trời các thứ rất là khó khăn. Thế nên anh em sẽ kiếm một căn chòi ở đây và ngồi thủ chòi. Được rồi nha mọi người, mình biết gì, kinh nghiệm gì anh em sống dai, chia sẻ hết cả cho anh em luôn. Ok này mọi người, đây cái tầm này nhá, đến bo 2 rồi anh em nên vào bo trước nha. Chúng ta sẽ không chạy theo rìa bo như là bo 1 nữa. Nó là kinh nghiệm chơi của mình nha anh em. Đến với lớp học leo rank thần tốc sẽ hứa dạy cho anh em những cái kỹ năng để anh em leo rank điểm cộng cực là nhanh, cực nhiều. Phía sau có người, lập tức đứng lại. Xây nó. Vì là anh em không cần cứu mạng nên là kẻ địch dựng bom keo, lập tức anh em có thể chạy luôn. Không nên nán lại lâu làm gì cả. Cái khu này thính đã bị lượm, chắc chắn là sẽ có người. Vấn đề này sẽ là hên xui nha anh em, thì mình sẽ lựa đại một căn chòi nào đấy. Ví dụ như là cái chòi giữa này, vị trí của nó khá là ổn nha anh em. Còn chòi kia thì đồ nó khá là cao, có thể là anh em sẽ bị cam vỡ đầu. Tôi nghe thấy tiếng gài mìn. Như vậy anh em lên chòi chỗ này cực kỳ là an toàn và cực kỳ hậu quả nha anh em. Cầm sẵn trên tay MP40. Đấy, đến lúc này đơn giản thôi. Thì anh em sẽ ngồi thẳng vào trong cho mình nhá. Tầm này anh em không cần phải gọi là bắn súng làm gì cả, cứ để cho chúng nó tự xử nhau. Như vậy là anh em đã tồn tại được với cái top 12 rồi nhá. Anh em thấy chưa? Thấy người rồi anh em có thể lặng im. Bởi vì mục tiêu ngày hôm nay trong video này sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng để anh em sống dai. Thế nên là tập này anh em vẫn ngồi lặng im cho tôi nha. Anh em chỉ cần là ngồi kỹ trong này. Về cái vấn đề ba lô thật sự là hơi vướng, tí nữa mình sẽ đổi cái ba lô khác. Ok mọi người. Đây đây, anh em thấy chưa, anh em thấy chưa? Có cả những đứa có giảm thanh và anh em sẽ không thể nghe được tiếng chúng nó. Được rồi mọi người, các bạn chỉ cần bình tĩnh ngồi thôi, mình chia sẻ nói chuyện với anh em ok này. Đó, mấy thằng biết chơi thủ cỡ nào cũng chết, chúng em nhầm rồi nha. Vì vậy nên là anh em nào mới chơi nhá, mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái kỹ năng để cho anh em chơi leo rank cộng điểm nhanh, để anh em lòe bạn bè các thứ thôi. Được chưa mọi người? Thì anh em phải xác định được cái mục tiêu là anh em lên rank, thì anh em không cần kill nhiều mạng. Đó, giống rất là nhiều trận mình chơi cực kỳ khô máu, nhưng lại bị những đứa 1-2 kill kill, bởi vì lúc đấy anh em giáp này, máu của anh em yếu, chắc chắn anh em sẽ khả năng anh em sống rất là kém. Tầm này nhá, anh em sẽ phải canh này, đứa nào chạy vào bo là anh em xấy luôn này. Từ từ, đến cái vị trí mà anh em cảm giác thuận lợi đã. Chỗ này nó có thính để đỡ này anh em này. Tầm này xấy, đúng rồi. Tầm này xấy nó mới sợ này anh em này. Lúc này thì anh em sẽ tiếp tục xả thêm skin của anh em, lựu đạn này. Câu qua, đúng rồi, chạy đi em. Thằng kia thì nó đã phát hiện ra vị trí của mình. Nó qua bên này, nó qua bên này anh em. Anh em thấy chưa, anh em thấy chưa? Qua bên này à? Rồi hay lắm. Tầm này đang là góc khuất, mình có thể chạy lên trên anh em ấy. Anh em có thể chạy lên trên thời điểm này nhá. Nó đang là góc khuất với thằng kia. Anh em không cần khô máu làm gì cả, thì anh em sẽ chạy cho mình theo một cái đường vòng tròn. Cũng như là anh em để sẵn mâm keo ra ngoài cho mình nhá. Tí nữa anh em sẽ phản ứng trong những tình huống bất ngờ, bị kẻ địch kill chẳng hạn. Ok mọi người, tại cái thời điểm này mình không khuyến khích anh em thủ nhà, bởi vì thủ nhà tầm này rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ không thủ nhà, cũng như là địa hình ở đây không ok lắm. Thì anh em sẽ chạy cho mình, cứ theo cái rìa bo cho mình nha anh em. Đến bo này anh em lại chạy theo rìa bo. Vâng, và anh em đã tồn tại ở top 10 rồi nha anh em. Có thính, anh em có thể là kiểm tra thính xem có gì. Bây giờ đang có người bắn nhau rất căng. Mặc kệ. Thì anh em sẽ không quan tâm thời điểm này. Sau khi mà nhìn thấy cái địch, anh em tính căn sọ nào. Căn sọ đôi khi là nó có thể bị lệch một xíu, bởi vì là anh em thấy cái địch nó có giáp cao hơn, nó sẽ bị lệch. Lúc này anh em sẽ phải chạy công này nhá anh em. Nó thấy mình rồi. Chạy thẳng lên trên. Chạy thẳng lên trên thì sẽ là góc khuất đối với kẻ địch của chúng ta. Đứng ngay chỗ này nha anh em, vào thẳng trong luôn. Tồn tại ở top 5, top 6 rồi nha anh em, top 6. Đơn giản thôi. Với từng này quả bóng keo, mình nghĩ là anh em có thể sống dai hơn nữa.
đấy, bo thu ra ngoài kia để mà xuống một cách an toàn ấy, khuyến khích anh em chạy vào cái nhà xanh. Bình tĩnh, lúc này anh em chỉ cần là nghe từng chân thôi. Anh em sẽ nên thủ nhà tại cái vòng bo này, không nên chạy vội, bởi vì là tầm này chúng nó đang đi săn nhau, có những đứa thủ nhà đấy anh em. Đây, các bạn chờ tôi xíu đây. Anh em ngồi yên, anh em có thể ngồi yên nhé, chẳng qua là mình làm màu, mình xoay xoay tròn tròn thôi anh em. Ngồi yên là nghe tiếng chân. Như anh em có thể thấy, mình đang nằm ngoài cái vòng tròn bo tiếp theo này, nên là hầu như là kẻ địch nó sẽ không để ý. Có tiếng gạ dao. Anh em bình tĩnh, ngồi nhà. Mặc kệ, tí nữa bo thua anh em chạy qua cửa chính nhá. Được rồi anh em, tồn tại ở top 6 rất dễ phải không nào mọi người. Tất cả những người mới chơi thì anh em đều có thể thực hiện được nhá. Có người. Nó chạy qua đây, đứng dậy. Nó chạy qua đây anh em, đứng dậy. Rồi, chặn bom keo. Vào bo anh em. Kệ nó thôi anh em. Qua bên này, qua bên này. Đơn giản mà anh em thấy chưa, chúng nó có thể câu lựu các kiểu luôn, mình không ngại gì cả. Anh em tiếp tục chạy nha anh em, tiếp tục chạy đến vị trí gần nhất luôn anh em. Top 5 rồi, đơn giản không anh em? Tiếp tục qua đây, anh em chạy thẳng đến vị trí bot tiếp theo nha anh em. Đây, bot tiếp theo ở ngay đây, các bạn cứ phải từ từ nhá, mình sẽ canh thẳng trên đồi đã. Đứng lại, cái đậu xanh này thằng này phải sơn nó xanh mộ. Ơi vãi cả trưởng, em vào nhà. Vào nhà luôn lập tức, bởi vì bọn này khá là căng. Tiếp tục trách thằng trên đồi. Mày chạy à? Lên bảng xong. Có hai thằng nữa. Đến bo cuối là đến lúc mà anh em sẽ phải vận dụng tất cả kỹ năng của mình để tham gia giao tranh. Anh em nghe tiếng thì có đứa giảm thanh, như vậy anh em vào nhà sẽ là tình huống an toàn. Có giảm thanh nó sẽ rất là bất lợi cho anh em, bởi vì anh em nghe tiếng rất khó, hầu như là anh em không phát hiện được tiếng. Với đam bo keo mình vẫn tự tin. Đứng ở đây nha mọi người. Thấy chưa, thì cho anh em, có đứa xài giảm thanh, nó sẽ ở một vị trí trên cao hoặc là ở dưới. Cái này là hên xui, sẽ chờ bo thu lại nhỏ hơn nữa. Thấy chưa, đã có tiếng động, như vậy là bo hướng về phía kia. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm chạy thẳng qua đây. Đứng ở đây, ngồi yên anh em, thấy chưa, có người. Chạy lên trên này anh em, chạy thẳng ra ngoài nhá. Thẳng ra ngoài luôn. Góc nhà bên kia có người, như vậy là một đứa ở bên trên, một đứa ở góc hông. Anh em sẽ phải xác định vị trí của kẻ địch. Ok, một đứa đã bị hạ. Thằng ở trên kia bị hạ rồi anh em ơi, mình không chắc nữa. Bởi vì là cũng có một đứa nhà bên cạnh. Hình như là đứa trên cột kia bị hạ. Đây. Vậy là còn lại đứa trên cột nha anh em. Đứa trên cột nha anh em. Đậu xanh này. Cái chân. Yes, có 1, 3 kill. Tuy rằng anh em có thể ít kill, nhưng để hướng dẫn cho anh em leo rank hiệu quả và nhanh, mình có thể hướng dẫn được. 3 kill. Nên là nói với anh em à, ít kill, anh em top 1. Nếu như anh em thích, mình vẫn có thể hướng dẫn cho anh em ok nhá. Cộng 68 điểm. Đó là kỹ năng giúp cho anh em leo rank thần tốc. Có thể lên được rank nào mình không hứa là giúp cho anh em lên được huyền thoại, bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ năng của anh em nữa. Nhưng để leo rank thần tốc thì cách này đơn giản thôi. Ok, top 1 anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.